Về lúc đi. Ê. À, xin chào các bạn trở lại kênh của gia đình Tính Mập TV. Thì đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. À, thì mình nhờ, xem mấy chú chó coi tình hình nó làm sao rồi trước khi mình đi làm các bạn. Thì thằng Lucky nó mừng mình mà nó hú luôn chứ không phải nó la nữa. Giờ quen kính lại các bạn. Đây thằng Lucky đây. Ừ về. Ăn cò đây. Thì có. Tổ ấm của tụi nó trọng đó các bạn. Thì đứa nào ai chê ha, ai bỏ mình lụm về hết, anh mình mà thấy trên mắt mình á mình lụm về các bạn. Còn cái sân nói chung mình cũng ước nguyện là làm cái mái nhà bự lên chút, rộng ra. Rồi cái nền thì được dán gạch vậy nè, là nó sạch sẽ chứ mình tráng gạch rồi cũng mình tráng nền là cũng bó tay. Tráng nền rồi ý là giữa trời nắng chang chang mà nó vẫn đóng rông, mình cũng không hiểu luôn, kỳ. Ơn cò. Ơn cò. Ơn cò. Yên cò. Yên cò. Cò đây. Còn cưng đó, còn hiền khô. Còn thằng lợm mà nó lì. Lợm ngoại trọng á. Gấu đen đây các bạn. Đó, bé Tây thì cái mặt nó hơi đen đen, còn bé Mỹ thì cái tóc nó vàng luôn. Bây giờ mình ra cái hai chân nó dẫm vô người mình là khỏi đi làm các bạn, chuẩn bị đi làm á các bạn. Cưng 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 cưng. Cò 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 cưng đó. Cò là nó ê. Mấy đứa kia nó gần giống nhau chứ thằng cò cái là nó khác nhau rõ ràng, nó không có tranh giành. Rất là ngoan. Đây đó thấy chưa? Này đây thằng lợm nè. Thằng lợm nó là muốn làm bá chủ luôn á chứ không phải dẫn chơi, nó chỉ có thua được là mấy thằng đàn anh thôi. Thì mình lên trước một chút các bạn. Đó, ngày mai về quét rác nữa, chờ mưa qua cái là lá cóc nó rớt rồi tứ tung, nhà mình cóc trái hàng hà luôn các bạn nè. Để mình kéo kéo rồi các bạn xem cóc trái nè. Cái cây mà cái cây này ăn hồi đó giờ luôn các bạn, lâu lắm mà ăn hơn 10 năm rồi đó. Cái gốc nó cũng hơi bự một chút à. Mà trái dữ lắm. Đó các bạn thấy trái không? Ăn đâu có hết đâu. Vợ mình trẻ làm bốn. Trẻ làm bốn cái ngâm đường với muối Tây Ninh đó. Đó. Còn mẹ mình thì đang giữ cháu ngoại nè, đút đút cháo. Lột nho cho nó ăn rồi dụ nó cầm cái đút dễ. Còn con mình nó mất tiêu ta, nó đâu mẹ? Đây, đồ la đây. Mẹ có vàng thì cứ đi vòng vòng rồi lội sinh.
nó cắn giò gói vàng. Em gái mình chở con nó đi học về, còn bé bé Bách Hợp á thì khỏe rồi, lanh rồi, ăn ăn nhiều lắm. Đi đây trò chơi của con mình, nó chơi boxing nè các bạn, nó quýnh bóc bóc này nè đó, vậy đó, nãy mình thiết kế cho nó. Anh ròm đấy các bạn. Em em chưa làm gì mà nhớ lông đầu lông não hết trơn. Em giờ mưa đem đồ vô nhà phơi ráo. Em đừng răng thôi, phải tới thằng đó nữa đó. Đừng rần, mệt quá. Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Thôi xin chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thôi xin chào.